người nha. Bây giờ mình sẽ đi đến một cái nhà hàng có tên là Stella ở Paris quận 1 với mấy con. Vì hôm nay là mấy con nó tổ chức sinh nhật cho mẹ ở nhà hàng Stella. Voilà, bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais partir dans le restaurant Stella à Paris 11e. Aujourd'hui, mes enfants ont organisé mon jour anniversaire dans le restaurant Stella. Quay cho mọi người coi cái restaurant như thế nào nha. C'est marrant Allô? là il meurt Allô, devant. t'as récupéré maman, c'est Ouais, vous? elle est dans la voiture Ok, là je sors du festival. Nous sommes dans Paris 11e ou pas? Là, on est dans Paris 11, ouais, c'est Paris Bastille. 11 déjà? Bastille? C'est ça, Dans Paris 11, Bastille. D'accord. Trouver une place, bien. Cô cũng kiếm được chỗ đậu. Đây, gratuit pour nó 6 heures pour la voiture à la tique. Nghe đi xe điện thì được 6 tiếng đậu miễn phí, không phải trả tiền ở Paris. Dĩ nhiên là ở cảnh sát và Paris thì họ có cái số xe của các xe điện. Vì chính phủ Pháp ưu tiên cho những người có xe điện. Bây giờ đi xuống. Giờ đậu xe rồi, bây giờ bắt đầu đi đến nhà hàng, đi bộ tới nhà hàng ha mọi người. Con trai nó đây, nhà bà là nhà Paris quận 1 nè. Rồi đi qua đường đây, đợi đèn xanh hiện ra mới đi qua đường nha. Bên đây rất là tuân thủ luật lệ ha, không có phải giống như là bên Việt Nam là băng qua cái mắt người. Và đây là đường dành cho xe đạp mọi người ha, xe đạp với lại Fortinet là họ đi bằng đường này ha. Và đứng đợi đợi cái hiện lên cái đèn xanh thì mới đi qua đường nha. À, bây giờ đèn xanh thì đi qua đường đây mọi người. C'est là, ici là? Ah, c'est Stella. Đây, đến Stella rồi đây mọi người. Và đây đứng đợi để lấy chỗ. Phải đặt trước nha. Cái em đặt trước của một tuần. Đây là chỗ. Có hình nữa. Voilà, Emilia Lashka. Bây giờ bắt đầu đi vô đây mọi người. Oh. Rồi. Nhìn cái là rất đẹp ha. Những người phục vụ mặc đồ rất là đẹp. Để nhân viên bán. À, xuống thêm một tầng nữa. Bonsoir. Merci. Oui, je parle. Bon, je m'assois là. Oui. Ah,
họ để những cái hình chạy xung quanh. Vas-y, tiens, tiens, je te file. Nhìn chừng họ làm những cái quả giống như là quả để hàng cầu ha. C'est dans le restaurant, c'est là. Il a fait des. Comment dire, je ne me souviens plus comment dire en français. Des choses dont l'impression c'est. On est dans l'univers. Et après, il y a des écrans autour. On fait les terres qui s'entendent comme ça. Và những người server, những người phục bàn thì mặc đồ giống như phi hành đoàn ha. Đẹp ghê, phòng ngoài đẹp hơn đây. Nó đang làm trục xung quanh. Bây giờ bắt đầu coi menu ở đây nhé. Chưa có menu. Nha. Je vais voir. Menu phải scan này. Đây là giá tiền trả. Ah oui, tu déjà rendu le cap, tu devais voir le prix addition déjà. Ah ouais? Bah oui, regarde. Ils ont mis, j'étais en train de regarder les plats, il a déjà mis le prix déjà, il a fait déjà payer. Ils ajoutent tout directement. Bah oui, il fait payer direct comme ça, quoi. Ouais. Đây họ làm cái hình tay giống như là mình để vào đây là mở cửa ra tự động. Bên đây hay là bên kia cũng giống nhau, họ làm giống như là cái cửa trong hành tinh vũ trụ ha. Xem tôi còn bên ta Apollo. Justin là xe cái ghế làm rất là đẹp. Justin là xe là táp đó, táp nè, tưởng bằng gỗ mà phải bằng nhựa. Cái tên của cái nhà hàng Tây La. Và họ cho nước uống nè. Nước uống chai. Trả thêm 1 euro cho nước chai. Euro de plus pour l'eau plat ou l'eau pétillant seulement. Voilà. Ở đây thì chọn menu thì chọn trên phải scan lên và chọn ha, không có cái menu. Les couleurs, c'est bien. Merci. C'est quoi ça? C'est du sucre pétillant. Ah oui, c'est ça. Il oui. Faut le mettre dedans. Le mieux, c'est de le prendre un peu sur la langue et après dans le cocktail. D'accord. Ça d'accord. Ah, ça marrant dans le verre. Ça, c'est Emeline, la canaille. Này có màu xanh, này có màu đỏ và để cái đường trong. Nó làm cái tiếng ồn mình nghe giống như là mình đang ở trong không gian vũ trụ vậy ha. Cái mùi lạ quá. Có nước dừa, có nước dứa trong đó. Mấy loại nước cái mùi rất là lạ. Cái ly này có màu xanh hả? Còn ly của bạn
gái đang nhanh cung họ. Và tới San Sartin District, Bizarre, que tu mets dans la bouche, et quand tu bois de l'eau, il éclate dans, dans la bouche. C'est bizarre. Cái này là một loại đường đặc biệt ha. Thì mình ăn nó vào trong miệng. Mình uống cái nước, cái nó nở tung trong cái miệng mình giống như là cái viên pháo, rất là lạ nha mọi người. Là vừa sang đi về Cosmos. Cosmos. On dit à bien Cosmos c'est ça? Oui, à bien Cosmos. Merci. Ça n'est pas. Tacos c'est pour moi. Merci. Ah, c'est mon tacos là. Ça a l'air beau. Il n'y a pas assez de lumière, je ne vois pas trop. Donc, tacos, c'est le bon cours mexicain. Hein? Le Daniel, c'est les œufs, là, c'est ça? C'est les œufs marinés au soja. Il n'y a pas trop là, là, il y a une galette avec des maïs, des choses là. Cái bánh ở ngoài trong nó, bánh ngoài trong có bắp cái gì có rau gì đợi mấy con gọi ra ăn chung với nhau. Hi Emily. Ça va? Je suis fatiguée. Par là. Merci madame. Bon, t'as eu ta... con gái lại rồi đây. Đó là sẽ quá xa. Tự nhiên nó hiện lên đó. Tắt đèn tới thui nó hiện lên. À, là là. À. Làm như đang bay vào trong vũ trụ. Như là đang trong tổng vũ trụ. Là Fashion Donner. Là Polo Cosmetic. À. Đây. Đây nhá. Bien cuit pour moi, oui, c'est un saumon. Ah, avec le patate, là. D'accord. La mienne aussi, c'est le saumon aussi. Moi, c'est le saumon avec patate. Le jeune ferme, ah, c'est d'un beau. C'est l'aubergine. Merci. 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 Oh, ça a l'air beau, ton plat. Mmh. Oui, va demander. Đây, quoi, nhà, c'est rõ, hả? Đây là cá saumon. Đây là khoai, khoai lang. Khoai lang nướng, khoai lang chiên. Bên kia là... aubergine là cá tím nướng. Làm bốn phun đều có. Bên đây là xe. À, phun ba món. À, đã còn. Merci Méline. Merci. Hop là. Merci, merci vous tous hein. Mon anniversaire. Voilà. Ça c'est le merin, c'est ça? C'est leur truc ça.
Ça c'est une gâteau pêche. Thì đây là cái bánh bánh kem có quả đào hả? Pêche quả đào trong đây. Rồi với lại combern. Ăn không có ngọt lắm. C'est bon. Ở đây cũng có nhiều người anniversaire lắm nè. Đây cũng có nhiều người làm sinh nhật ở đây nè mà. Tối qua này không có thấy món ăn sao? Nhìn không thấy rõ. Màu rất là lạ. Ở đây rất là đẹp. Cái trời rất là đẹp nha. Đẹp ở phía dưới mình ngồi rất là nhiều. Wow. Giờ mình đi về nha. Bây giờ là 9:10 trời vẫn còn sáng nha. Con gái đi phía trước, giờ đi theo con gái về. Con trai với con dâu chở lại nhà hàng, xong rồi con gái thì chở về nhà, tại nhà cháu ở gần nhà mình. Còn hai cháu kia thì ở xa hơn. Ở tới 1 giờ xe hơi luôn. Chào mọi người nha, hẹn video sau. Và nhớ cho mình một cái like và đăng ký kênh ủng hộ với Linh nha mọi người nha.